Ngày 17 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và phổ điểm của các môn thi. Các chuyên gia đánh giá kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được tổ chức nghiêm túc, chất lượng, phổ điểm kỳ thi đã đáp ứng được kỳ vọng của các nhà quản lý giáo dục, của thí sinh và phụ huynh. Qua cái việc nghiên cứu phổ điểm thì tôi thấy rằng là cơ bản cái phổ điểm hôm nay là khá tốt, là cho thấy là một cái kỳ thi mà có kết quả khá là ổn định so với những kỳ thi trước. Và cái kết quả đó thì nó phản ánh được cái chất lượng dạy học ở giáo dục phổ thông. Cụ thể hơn thì tôi thấy rằng là có nhiều cái phổ điểm có cái phân bố rất là tốt, ví dụ như là môn lịch sử chẳng hạn phân bố rất là tốt, hay là có những phổ điểm như là môn tiếng Anh, ngoại ngữ cũng bắt đầu có cái sự chuyển biến tích cực hơn so với phổ điểm của năm trước đây. Tôi cho rằng là kết quả của năm nay thì nó thể hiện cả một cái quá trình mà chúng ta tổ chức cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho cái kết quả ổn định và nó đánh giá sát được cái chất lượng dạy học của chương trình cũ. Và vì vậy thì đây là một cơ sở rất là tốt để chúng ta có thể trên cái cơ sở đó để chuẩn bị để tiến hành cái đánh giá của cái kỳ thi của năm 2025, tức là với chương trình 2018. Và tôi cho rằng là những cái cách thức mà chúng ta đang làm liên quan đến việc là thay đổi các cái định dạng, bổ sung định dạng đề thi mới, những cái định dạng mới về trắc nghiệm thì nó sẽ giúp phản ánh tốt hơn cái chất lượng dạy học của các trường. Để đánh giá là cái kỳ thi trung học phổ thông năm 2024 đã thành công rất là tốt đẹp, rất là an toàn, rất là nghiêm túc và cái phổ điểm để đáp ứng được kỳ vọng của các nhà quản lý giáo dục cũng như là của thí sinh và phụ huynh. Cái điểm thứ hai mà chúng tôi muốn phân tích ở đây đấy là thông qua phổ điểm của cái kỳ thi trung học phổ thông năm nay thì có thể nói là về cơ bản đấy là từ đề thi cho đến kết quả là chúng ta đã ổn định được so với những năm gần đây và cho thấy được là cái kết quả của kỳ thi trung học phổ thông cũng như là công tác tổ chức thi đã thực hiện đúng được cái chỉ đạo của chính phủ cũng như là của Bộ Giáo dục Đào tạo về giữ cái ổn định của kỳ thi, tạo nên cái sự ổn định về mặt tâm lý đối với thí sinh phụ huynh cũng như là công tác xét tuyển của các trường đại học. Và cái thứ ba nữa tôi cho rằng là những cái kết quả đấy nó cũng khách quan, bởi vì trên mặt bằng chung kiến thức của toàn quốc thì như vậy cái phổ điểm đó thì hoàn toàn có thể tin cậy để các trường đại học có một mặt bằng chung để xét tuyển vào đại học. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông có cái mục tiêu kép, một là xác nhận một cái quá trình 12 năm các em học theo một cái chương trình và đề thi đã bao phủ những cái nội dung toàn diện và đã được đánh giá với kết quả rất là tốt đẹp. Và cái độ tin cậy của học vấn phổ thông ấy sẽ là cái nền tảng để các trường đại học xét dựa trên các tổ hợp. Và như vậy chúng tôi thấy rằng là cái kết quả này nó phản ánh một cái cách thức tổ chức thi, mặc dù là để kết thúc cho một chương trình nhưng nó mở ra một cái xu hướng mới là để các em có thể tiếp cận các giáo dục sau phổ thông một cách nó chắc chắn. Chúng tôi thấy mừng là từ những vùng sâu vùng xa cho đến vùng phát triển, cái độ trụ của cái học vấn phổ thông thể hiện ở tất cả điểm số các môn đã có một cái độ chênh lệch nhau không nhiều, không đáng kể. Và với một cái đồ thị phân bổ như vậy thì điều đó chứng tỏ rằng quá trình tổ chức giảng dạy, quá trình ra đề, thế rồi phân tích dữ liệu đã đạt được cái yêu cầu, hết sức là phấn khởi. Sau khi biết điểm thi, thí sinh có nhu cầu có thể nộp đơn đề nghị phúc khảo từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7. Từ ngày 18 tháng 7 đến 17 giờ ngày 30 tháng 7, thí sinh bắt đầu đăng ký điều chỉnh bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học không giới hạn số lần. Từ ngày 31 tháng 7 đến 17 giờ ngày 6 tháng 8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.